Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình đi hóng gió này mọi người ơi. Anh Rob với lại Libby đang đi phía trước kìa. Long đi phía sau, Long quay cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Oh, Libby. That's fun. No, it's just number one. That's fun. Đây là cái khu mà Long và anh Rob ở đó mọi người. Where are we going? Maybe just walk this way? Huh? No, I was gonna go out to the main road. You wanna just walk this way? It's okay, we can go to the main road. Oh. That's a very old puppy. See? Well, never leave the driveway. Well, I don't see it. Oh yeah. Mọi người thấy không? Nhà ở đây rất đẹp đúng không? Anh Rob và Libby. Libby so bad. Libby. Hôm nay trời nắng đẹp lắm mọi người ơi. Mùa đông mà bên này nó đẹp thế này chắc là mùa hè nó nóng lắm luôn ấy. Mọi người thấy cái khung cảnh ở xung quanh nhà Long với là anh Rob ở không? Oh, Libby do number two. Let me check her. Rất là đẹp. Phía xa kia là cái ngôi nhà kia họ trang trí Noel đó mọi người. Libby, where are you going? Thấy không? Libby đường nấm đi ấy gọi là nấm mật chua nhá mọi người. I cannot see anything because of the... Anh Rob đang làm gì thế? Hết rồi, nói ra giờ đứa rồi. Picking up poop. Best part about having a dog. Oh my god. Picking up poop. Poop. Đó là Libby poop với mọi người. Libby nấm mật chua. And I gotta carry it all the way back to the house. They don't have a big can around here. I hope for this. Mọi người thấy không, Libby thật là khi nào mà dẫn đi đường xa là như vậy đó mọi người. Mọi người thấy không, ở đây có những cái ngôi nhà họ trưng những cái thông Noel phía bên ngoài đó. Cái nhà kia kia họ có những con nai bên ngoài đó, canh tối nó rất là đẹp luôn. Oh oh. She keeps wanting to pee, she got nothing in there. Maybe we'll just go up to the road then come back. Oh, okay. Or do you want to walk on the road? Up to you. Okay. Lần trước cũng đi một lần như thế này rồi, xa mệt. Lần này anh Rob mở đi tới đầu đường xong quay lại. Ở bên này có nhờ những cái cây giống bên Việt Nam mình lắm mọi người. Có cây trà là này, có cây cọ này, cái cây bự này là cây trà là này. The hard grass look like that. Oh. It doesn't. Yes. Because nobody take care. Yes. Oh my god. Smell from number two. Mọi người thấy không? Đây là cây trà là này mọi người. Đấy, cây trà là đấy. Đây cũng có một cây này. To không? Hết bẩn. Your hand your number two around. It smells very bad. Oh. No it doesn't. I don't want to smell number two. That was somebody else's number two, not hers. They don't smell. Let's go. Secret. They need to have garbage bags or garbage cans around here. Yeah. Mọi người thấy những cái cây này đẹp không? Nó có những cái dây thòng thòng xuống. What is that? On the tree. Hanging from the tree. The gray stuff is called Spanish moss. Cái này gọi là Spanish moss mà không biết là cái gì.
and it grows on, it's only, I've only seen it in Florida and Louisiana. Oh. And it grows on all different types of trees, yeah. Not just this type of tree. Yeah. Cái cây này nè mọi người, nó giống như là mấy cái nó sống theo cái kiểu cộng sinh ấy. Nó bám lên những cái cây đó để nó sống được lâu ấy. Ở đây đẹp không mọi người? Nhìn giống như Việt Nam mình đúng không? Có cỏ rất xanh luôn này. Đây là ra đường lớn rồi nè mọi người, thấy còn trong bộ nữa rồi. Where are we going? What was there? You can see it on that tree as well. Oh yeah. Thấy không, cái cây ở phía kia tuyệt vời, rất là đẹp, nó có rất là nhiều luôn. I don't know, you want to walk over there or no? Up to you, husband. You want to go back? I don't know. Huh? Maybe just go back. Okay. Bây giờ đi về lại nhà nữa mọi người. Nãy là tính đi xuống dưới kia luôn mà giờ đi tới chỗ này không ạ? Oh, oh, what did we do? She's so crazy. She's a little crazy. Hôm nay là làm nguyên một cái video cho Libby luôn đấy. Yes, because last time many people asked about Libby today, we made one video only for Libby. Yeah, but nobody watched last time. I'm not happy about that. It's okay, I can see around, look very nice. Yeah, it's nice here. Uh-huh. Yeah, so Spanish moss I've only seen in the south. Oh. Never in the north. Yep. I don't know why. Đây này, cái này nè mọi người, nó rớt xuống này. That's Spanish moss. Yeah, cái này nè. Yeah, and it just hangs in the trees. It's very strange. Yeah. Chỉ thấy ở Florida thôi, ở Ohio không thấy. And those trees you certainly only get here in Florida. We have a lot in my country. Well, it's because of the climate. You never see these in the north. Yeah. Cái trà là đó mọi người, ở Việt Nam mình có nhiều lắm đúng không? Nhưng mà anh lâu lắm mới thấy. Oh, this also. Yeah. Mọi người biết không, có cái cỏ nữa này. Very nice. Đó, cái cỏ rất đẹp này. Yeah, this also happened in my country. Yeah. Đây quả là Florida. Ở mọi người thấy sau bức tường có cây cam không? Cây cam ấy, trái quá trời luôn. Vàng ươm luôn ấy, mọi người thấy không? Đấy. Wow. That's orange have a lot of fruit. Over there, see? Oh, yeah. That just got very big. Yeah, đây cái cỏ thiệt to này mọi người. I didn't know they get that big. Yeah. She likes to chase leaves. Yes. She loves chase leaves. Mm-hmm. That's since she was a little pup. Yep. Now she's old lady. Mm-hmm. Khung cảnh ở đây đẹp không mọi người? Đẹp đúng không? Không khí rất là trong lành. She's gonna need a haircut soon. Yep. Okay. Về nhé mọi người. Oh, where are you, Lizzie? Come here. Hey, where you go? Về tới nhà rồi mọi người ơi. Lizzie, come here. Mọi người thấy không, ở nhà mình cũng có một cây vạn tế kìa mọi người. Mà nó còn nhỏ, hai cây rồi, một cây bự với một cây nhỏ. Ở bên này cũng có cây vạn tế, thấy không? Đấy. Libby đang đứng đây chờ anh Rock mở cửa mới đi vào được. Libby, ơi, come here, Libby, sit, hey, sit and listen. She listening? No, you wanted to sit. Sit down. Hey. No, just let her go inside. Don't see you. Okay.
Rồi tới nhà rồi nhớ mọi người, xin chào mọi người nha. Hôm nay đi bộ với Libby là như đó thôi. Hi Rob, hi Rob, hi Rob. Goodbye Rob. Goodbye. Oh, goodbye. Bye.